Theo đó, thực phẩm và thức uống có nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo chất lượng và tốt cho sức khỏe là những sự lựa chọn đầy tinh tế. Theo ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu, hiện có đa dạng các sản phẩm sức khỏe phù hợp với từng đối tượng được tặng khác nhau. Từ dòng sữa bột dành cho trẻ em, sữa hạt cho người trưởng thành với thành phần từ yến mạch, hành nhân, óc chó. Bên cạnh đó, các sản phẩm như hạt chia hay hoa quả sấy khô chứa nhiều vitamin và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể cũng chính là những gợi ý quà biếu trong dịp Tết Canh Tí 2020. Mình cũng mong muốn là sẽ có một cái món quà gì đó thật là ý nghĩa cho gia đình của mình. Thì mình suy nghĩ là những cái món quà mà từ thực phẩm hữu cơ hay là những cái món quà mà tốt cho sức khỏe sẽ là những cái lựa chọn mà tốt nhất cho dịp Tết này. Theo tôi thấy thì cái xu hướng năm nay mọi người cũng bắt đầu ưa chuộng sử dụng sữa từ các cái loại hạt, đặc biệt là sữa bột rất là thích hợp để làm quà biếu trong cái dịp Tết này. Có thể nói một món quà Tết tốt cho sức khỏe chắc chắn sẽ là sự lựa chọn không những sang trọng, tinh tế mà còn giàu ý nghĩa để gửi đến người thân, bạn bè và đồng nghiệp nhân dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, quý vị khán giả cần phải chọn mua những sản phẩm tại các địa chỉ uy tín với thông tin về thành phần, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.